kính chào quý vị và các bạn. Dự báo đầu giờ chiều mai thì mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên. Theo bản đồ dự báo mưa thì vùng màu xanh đậm tương ứng với những nơi có mưa lượng trên 20 mm thì xuất hiện tập trung ở Kon Tum, Gia Lai hay là tại Đắk Nông. Đây cũng là những nơi dễ xảy ra gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Để đề phòng sét đánh, khi thấy cơn dông kéo đến thì quý vị nên nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn như là tại các tòa nhà kiên cố. Nếu trong trường hợp không kịp thì tuyệt đối là không trú mưa dưới các gốc cây cao, tránh các khu vực cao hơn xung quanh và tránh xa các vật dụng bằng kim loại. Quý vị ở khu vực Nam Bộ cũng cần phải đề phòng với sấm sét, vì dự báo vào chiều mai ở khu vực này nhiều nơi cũng sẽ xảy ra mưa dông. Mưa dông liên tiếp những ngày qua đã đánh dấu mùa mưa bắt đầu ở khu vực này. Trước đó thì trời còn nắng gián đoạn, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt khoảng từ 32 cho tới 34 độ sẽ hơi oi nóng vào buổi trưa. Với Trung Bộ, ngày mai thời tiết lúc mưa, lúc nắng. Đối với phía Bắc, từ Thanh Hóa trở vào đến Huế, nhiệt độ 28 đến 29 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì mức nhiệt cao hơn 31 đến 33 độ. Bắc Bộ đêm nay còn mưa dông ở một vài nơi, sang đến ngày mai thì mưa giảm, trời tạnh ráo. Trưa mai, thủ đô Hà Nội cũng như hầu khắp các nơi khác ở khu vực này, mức nhiệt không vượt quá 29 độ, thời tiết mát dịu. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống Quảng Ngãi, ra tới ngoài khơi khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa đều có cảnh báo mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại, huyện đảo Trường Sa trời ít mưa, gió nhẹ, biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.